Xin chào các mẹ đã đến với kênh Bác sĩ sữa mẹ Anh Thi. Hôm nay bác sẽ giúp các mẹ trả lời một cái câu hỏi, đó là có cần phải hút sữa ban đêm hay không, hay là mình có thể ngủ xuyên đêm được. Vlog này sẽ phục vụ cho các mẹ đang kích sữa là chủ yếu. Khi mà các mẹ đang kích sữa thì các mẹ sẽ nghe mọi người nói rằng ban đêm phải ngủ nhiều, phải ngủ đủ thì mình mới có thể kích sữa tốt được. Trước khi mà bác trả lời cái câu hỏi này á, thì bác muốn lưu ý với các mẹ rằng kích sữa tốt nhất là dựa vào em bé. Có nghĩa là em bé nào đang còn chịu bú mẹ thì các mẹ hãy cho em bé bú càng nhiều càng tốt. Mình sẽ hút sữa thêm sau đó. Còn nếu như mà mẹ nào mà em bé không hợp tác bú hoặc là quyết định là hút sữa hoàn toàn bằng cách kích sữa bằng máy thì chúng ta có thể hút sữa 8 lần một ngày. Khi các mẹ đã nghe đến cái thông tin là phải ngủ đủ thì mới tiết đủ sữa cho con, thì lập tức có một số mẹ nhờ chồng hay bà sẽ trông cháu giúp mình để cho mình có thời gian mình ngủ. Một số mẹ đã ngủ từ 10 giờ tối cho tới 6-7 giờ sáng mới dậy và bắt đầu một cái lịch hút 2-3 tiếng một lần. Bây giờ mình thử tưởng tượng nha, nếu như mà một người mẹ đang cho con bú trực tiếp hoàn toàn thì vào ban đêm á, thì có phải là em bé nó sẽ dậy và bú khoảng 2-3 tiếng một lần hay không? Nếu như mà em bé bú mỗi 2-3 tiếng như vậy thì một người mẹ đang cho con bú trực tiếp hoàn toàn có ngủ được xuyên đêm từ 10 giờ hay 11 giờ đêm cho tới 6-7 giờ sáng hay không? Câu trả lời đương nhiên là không. Vậy thì cái định nghĩa ngủ đủ ở những người mẹ đang cho con bú không phải là ngủ xuyên đêm, mà là mình có thể ngủ ngay khi con ngủ. Và mỗi 2-3 tiếng em bé thức dậy thì mình vẫn phải cho em bé bú chứ, chứ mình đâu có thể ngủ xuyên đêm và bắt em bé là phải nhịn đói suốt đêm. Chính vì vậy những mẹ nào đang hút kích sữa nên hút luôn cả các cái cữ đêm luôn. Bác ví dụ một cái lịch hút 8 lần một ngày ha, ví dụ như là 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 giờ, 15 giờ, 18 giờ, tiếp theo là 21 giờ, 0 giờ và 3 giờ sáng. Như vậy mình sẽ có 8 cữ tất cả. Nếu như mà các mẹ thấy rằng việc thức đêm như vậy quá mệt thì cữ đêm bác gợi ý là mình có thể giãn ra hút 4 tiếng một lần cũng được. Ví dụ như là 12 giờ đêm mình sẽ hút cữ tiếp theo là 4 giờ sáng. Xong sau đó từ 4 giờ sáng mình sẽ tính tiếp là mình sẽ hút 7 giờ hoặc là mình hút luôn 6 giờ sáng. Và các cái cữ ban ngày mình sẽ hút gần lại một xíu để làm sao tổng các cữ trong ngày mình có đủ 8 lần hút sữa. Ngoài ra là ban đêm á, là cái lúc mà các cái hormone mô tạo sữa nó sẽ tiết ra rất là nhiều, nhiều hơn hẳn so với ban ngày. Chính vì vậy mà các mẹ đang kích sữa cố gắng cũng phải hút sữa ban đêm để cái hiệu quả nó sẽ được tốt hơn. Những người mẹ nào mà ngủ xuyên đêm từ 10 giờ tối cho tới 6-7 giờ sáng mới ngồi dậy hút sữa tiếp thì cơ thể nó sẽ hiểu như thế này: nếu như mà mình để sữa ở trong ngực trên 4 tiếng thì cơ thể nó sẽ hiểu là em bé không cần sữa và nó sẽ giảm sản xuất cái lượng sữa lại. Vì vậy các mẹ đừng có ngủ xuyên đêm theo cái cách là ngủ liên tục từ 10 giờ tối cho tới 6-7 giờ sáng nha, mà chúng ta sẽ phải chịu khó đêm thức dậy khoảng 3 tiếng hoặc 4 tiếng một lần, ban ngày có thể hút gần lại một xíu 2-3 tiếng một lần. Vậy thì sẽ có một số mẹ hỏi bác là em đang cho con bú trực tiếp mà bây giờ á, con nó ngủ xuyên đêm, nó ngủ trên 4 tiếng luôn, vậy sữa có bị giảm không? Tại vì hồi nãy bác nói là nếu như mà sữa để ở trong ngực quá 4 tiếng thì cơ thể hiểu là nó sẽ giảm sữa bớt. Các mẹ nên hiểu rằng khi mà em bé nó bú trực tiếp á, thì các cái hormone tạo sữa sẽ tạo ra rất là tốt, cơ thể mẹ tiếp xúc với cơ thể con, cho nên là cơ thể của người mẹ hiểu rất rõ nhu cầu của em bé là bao nhiêu, và nó hiểu rõ luôn là ban đêm em bé cần bao nhiêu và ban ngày em bé cần bao nhiêu luôn. Chính vì vậy những mẹ nào mà đang cho con bú trực tiếp hoàn toàn mà ban đêm lỡ em bé nó có ngủ xuyên đêm, nó ngủ trên 4 tiếng đồng hồ luôn, thì các mẹ đừng có lo là sữa nó sẽ bị giảm ha. Sữa sẽ giảm ở cái khung giờ ban đêm.
Lúc mà em bé mới giãn cữ á, thì cơ thể nó sẽ bị căng tức và cơ thể nó sẽ hiểu là em bé nó không cần nhiều nữa. Lúc đó cơ thể sẽ giảm sữa lại. Nhưng mà các cái cữ ban ngày á, nó sẽ không có bị giảm. Em bé nó sẽ bú mẹ trực tiếp và cơ thể nó sẽ hiểu ban ngày em bé cần bao nhiêu để nó sản xuất, và ban đêm nó sẽ giảm lại. Nên là nhiều mẹ là có em bé ngủ xuyên đêm đột ngột thì sẽ bị cương, hơi cương tức vào khoảng vài ngày đầu. Nếu như mình bị cương tức quá thì mình có thể vắt bớt ra, nhớ là đừng vắt cạn ha, vì càng vắt cạn thì sữa nó sẽ lại tiếp tục tạo vào ban đêm. Khi mà mình vắt bớt thôi thì sữa nó sẽ còn ứ lại ở trong ngực một ít, sẽ giúp cho cơ thể hiểu để mà nó giảm sữa vào ban đêm và ban ngày nó vẫn sản xuất bình thường. Còn nếu như mà các mẹ hút sữa hoàn toàn thì các cái hormone nó tiết ra không có đủ tốt và không có sự tiếp xúc giữa mẹ và con một cách trực tiếp. Chính vì vậy mà các hormone nó sẽ tạo ra không tốt bằng. Các mẹ hút sữa hoàn toàn mà đang trong giai đoạn kích sữa thì cố gắng là hút mỗi 2 đến 3 tiếng một lần. Còn khi nào mà sữa của mình đã bắt đầu đủ rồi thì lúc đó mình sẽ giãn ra hút mỗi 4 tiếng. Còn nếu những mẹ nào mà đã kích đủ sữa cho con rồi và hiện tại thậm chí là đang có dư luôn mà ban đêm muốn giãn ra để mà có thể ngủ được dài hơn thì mình có thể giãn từ từ ha. Ví dụ như là mình đang hút L3, có nghĩa là mỗi 3 tiếng hút một lần, thì bây giờ mình sẽ giãn ra 4 tiếng hút một lần trước. Mình thấy là giãn ra 4 tiếng vào ban đêm mình thấy ổn, không có gây tắc tia. Sau khoảng 2 tuần ổn định như vậy thì mình có thể giãn ra tiếp là 5 tiếng hút một lần và tối đa là khoảng 6 tiếng hút một lần. Bác khuyên là không có nên giãn ra quá xa, bởi vì giãn ra quá xa thì sẽ có nguy cơ dễ bị tắc tia. Vẫn có những người mẹ 6 tiếng hút một lần mà vẫn không sao cả, nhưng cái đó không phải là số nhiều nên mình sẽ không áp dụng chung cho tất cả các mẹ. Nếu như mà mình thấy là mình giãn ra từ 3 tiếng sang 4 tiếng hoặc là từ 4 tiếng sang 5 tiếng mà có vẻ như cái ngực của mình nó bị giảm sữa nhiều thì mình sẽ quay lại với cái lịch cũ nghe. Bởi vì mỗi mẹ, mỗi cơ thể sẽ đáp ứng với lại những cái lịch hút sữa khác nhau, không có giống nhau được. Vậy tóm lại là nếu như các mẹ đang trong quá trình kích sữa, hãy cố gắng là hút cả cữ đêm nữa. Còn nếu như mà mình đã bắt đầu đủ sữa hoặc là bắt đầu có dư sữa cho con rồi thì ban đêm mình sẽ tập giãn ra từ từ, từ 3 tiếng thành 4 tiếng, thành 5 tiếng và dài nhất là khoảng 6 tiếng thôi. Những bạn nào mà giãn cái cữ ban đêm hơi dài thì nhớ là ban ngày hút gần lại một xíu ha. Để làm sao đảm bảo là mình đang có một cái lịch duy trì sữa ổn định và phải hút đủ đâu đó khoảng 6 lần một ngày đối với những mẹ nào đang duy trì sữa nha. Còn đối với những mẹ nào đang kích sữa thì phải hút khoảng 8-12 lần một ngày. Bác xin dừng vlog tại đây. Hẹn gặp lại các mẹ ở vlog sau.